Nutrilite vừa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thương hiệu phát triển và phụng sự người tiêu dùng. Sự kiện khẳng định tầm nhìn tiên phong và kiên tâm theo đuổi tinh thần, tự hào nâng tầm sức khỏe của Nutrilite để giúp hàng tỷ người trên toàn cầu sống khỏe chủ động, trở nên khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Là nhãn hiệu đầu tiên giới thiệu sản phẩm bổ sung đa vitamin, đa khoáng chất từ năm 1934, Nutrilite giờ đây trở thành nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới trong nhiều năm liền. Dưỡng chất thực vật là một trong những cái yếu tố mà thương hiệu luôn luôn tập trung vào để phát triển những cái dòng sản phẩm mang lại những sản phẩm hiệu quả, an toàn cho người tiêu dùng. Và không chỉ những cái yếu tố về thiên nhiên như vậy thì Nutrilite cũng rất là đặt nặng những cái yếu tố về khoa học. Nutrilite có một đội ngũ những nhà khoa học rất là hùng hậu, làm rất là nhiều những cái nghiên cứu, hợp tác với các viện nghiên cứu, những trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới để có thể cho ra những cái dòng sản phẩm mà tân tiến nhất, hiện đại nhất và phù hợp với cái nhu cầu của người tiêu dùng nhất. Và không chỉ như vậy, Nutrilite cũng là một cái thương hiệu mà sở hữu những cánh đồng hữu cơ ở trên rất nhiều đất nước khác nhau, và chính vì vậy đảm bảo được cái nguồn cung về những cái sản phẩm cũng như là các cái dưỡng chất thực vật.